và phân tích của ông Jonathan Tizard, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Định giá của hãng tư vấn Cushman & Wakefield Việt Nam trên thị trường căn hộ năm 2015. Căn hộ phân khúc bình dân sẽ tiếp tục bán chạy và số lượng bán sẽ còn nhiều hơn. Trong khi đó, thì phân khúc căn hộ trung và cao cấp, giá cả sẽ còn giảm và cạnh tranh hơn nữa. Okay, the housing market is certainly warming up, with a much higher take-up rate of stock being reported in Ho Chi Minh and in Hanoi. Thị trường nhà ở đã ấm lên với lượng căn hộ bán tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng cao đáng kể, đồng thời với việc nhiều dự án mới mở bán ở mức giá phù hợp với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, lượng nguồn cung đang hoặc đã xây dựng mới tại thành phố Hồ Chí Minh là rất lớn, chủ yếu là căn hộ hạng B hoặc cận hạng A, phân bố tại khu vực quận Bình Thạnh, quận 2, quận 7. Giá bán trung bình của căn hộ loại này là $1,400 một mét vuông, hoặc từ $2,000 trở lên một mét vuông. Trong tương lai, loại căn hộ này sẽ tiếp tục được xây dựng với số lượng lớn, góp phần kéo giá giảm xuống mức cạnh tranh và tăng chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, những dự án có giá thành không hợp lý và chất lượng không tương xứng sẽ là những đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất. Điều luật cho phép người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở cũng sẽ có ít nhiều ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ bán căn hộ. Nhưng tới giờ, chúng ta vẫn chưa đủ dữ liệu để khẳng định những người nước ngoài có ưa chuộng hình thức sở hữu mới này không và tác động của quy định mới này đến thị trường có lớn hay không. Loại căn hộ hạng trung và thấp cấp sẽ còn được bán tốt do nhu cầu của thị trường chủ yếu nhắm vào các loại sản phẩm có mức giá phù hợp với túi tiền. Tỷ lệ bán của hai loại căn hộ này sẽ còn ở mức cao hơn vào năm 2015. Do tín dụng cho vay mua nhà đã dễ dàng tiếp cận hơn, kinh tế vĩ mô ổn định hơn và chất lượng sản phẩm cao hơn ở mức chi phí hợp lý hơn. I'm slightly worried about the amount of stock that's being forecast to be built. But as I said, it remains to be seen how this law on foreign ownership pans out.